Bây giờ phía dưới của nó có một cái đế rất là dày. Cái đế của nó là dày và có thiết kế chịu lực như thế này. Nhựa thì là nhựa rất là tốt luôn, hay của Nhật, Sanco. Bên khung này sẽ có cái chữ Made in Japan nha. Bây giờ mình sẽ xếp gấp gọn xuống. Gấp gọn xuống thì mọi người bấm cái nút vàng ở đây. Bấm cái nút vàng hai bên. Cái này thì thích hợp cho những anh chị nào mà đi câu cá, đi picnic, đi phượt. Có thể để sau cốp xe. Tất cả các loại xe 4 chỗ, 5 chỗ, 7 chỗ đều có thể để được. Để tả giấy biển sữa. Hoặc là các bác có thể làm để đầu câu, đi câu. Và cái này cho tiện nha. Các bác chịu tải khá tốt. Nhựa thì rất là dẻo nha. À, nhựa rất là dẻo nha. Hai trăm hai. Đây như anh em thấy thì anh Phong có đang like, đang quay cái video của cái khay xếp này nhá. Cây cao tầm khoảng 20 này, 6, 7, dài 70, rộng 50.